Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em cái USB tốc độ cao của Samsung. Cái USB tồn tại rất là lâu rồi, chúng ta rất là nhiều người sử dụng nó. Cái USB mình giới thiệu hôm nay á, nó có một đặc điểm là tốc độ rất là cao. Tốc độ của nó có thể đến 300 MB trên giây, tốc độ đọc và ghi được tới hơn 40 MB. Thì như vậy là so với lại cái mặt bằng chung của cái USB trước thì nó rất là nhanh. Và nếu mà so với SSD loại bình thường thì nó gần bằng. Và cái này nó có hai đầu, một đầu là cái đầu C trong bản thân nó và nó chứa cái chip nhớ trong này, và một cái adapter A thì nó có thể để vào đây và nó rất là dễ dàng có thể trao đổi qua lại. Thì với cái USB cộng C và A như vậy thì anh em có thể dễ dàng chép hình, chép video từ điện thoại hay là từ máy tính của anh em, sau đó anh em có thể cắm vào TV, cắm vào xe, cắm vào những thiết bị khác hay trao đổi qua lại với cái tốc độ cao. Và cái USB nhớ này của Samsung nó sẽ có một số đặc điểm khác hay, như là chống nước, chống va đập, chịu được nhiệt độ cao, và nó có một cái build rất là đẹp cũng rất là tốt. Ok, bây giờ mời anh em coi mình test thử nó trong cái máy tính này nha. Nó sạc C, do đó là cái mình cắm vào cái MacBook của mình sẽ cắm vào cái cổng C luôn. Mình sẽ thử hai phần mềm, một là Blackmagic Display Test và một cái khác tên là Asa System Test, và sau đó mình sẽ thử chép. Rồi mình chọn cái target điểm. Rồi bây giờ mình sẽ bấm bắt đầu. Cái bên trái á, thì là cái mà tốc độ ghi, thì hiện tại nó đang ở cái mức 44.60 giây, và bên phải là cái tốc độ chép, tốc độ đọc, và anh em thấy là nó đạt cái mức 293.2. Thì mình sẽ đợi luôn cái kết quả của nó. Nó test rất là nhiều cái phép toán để xử lý khác nhau, gần như là cái khai thác tối đa cái tốc độ của cái đọc và ghi của cái ổ này. Và anh em thấy rằng là nó sẽ ở khoảng chừng đọc là 300, còn ghi là 40. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái phần mềm Asia System Test Line. Cái này mỗi lần chọn target bit thì phải chọn 2 lần. Ok. Rồi, cái này thì nó rõ ràng hơn. Đó. Bên trái thì cũng là cái tốc độ ghi, còn bên phải là đọc. Thì cái tốc độ ghi bên trái anh em thấy rằng là nó có những lúc nó chạy, nó đạt đến cái mức gần 60 luôn, tức là cái tốc độ đỉnh của nó, mà tốc độ bình thường thường là trên 40. Nếu cái tốc độ này mà anh em so với lại những cái USB bình thường của ngày xưa thì nó nhanh hơn rất là nhiều đó, và cái tốc độ đọc thì đảm bảo là nhanh hơn, nó đạt tới 200 mấy, gần 300 đó. Và bây giờ mình sẽ thử chép một cái thư mục của mình, khoảng chừng chép thư mục đi. Đây, chép thử vào đây coi bao nhiêu ghi, nó hiện lên. Đó, mình chép khoảng chừng 1GB 37. Và anh em thấy rằng là cái việc đó nó diễn ra trong vòng khoảng chừng 1 phút thôi, rất là nhanh. Đó là mình chép vào, tức là nó sẽ đọc, nó sẽ ghi lên cái ổ đó, nó đọc trên SSD của mình, nó ghi lên ổ đó. Rồi, bây giờ mình sẽ làm ngược lại, sẽ mình sẽ chép từ bên ổ đó chép ra. Rồi, bây giờ mình sẽ chép cái thư mục ảnh chân dung Voice ID ra ngoài. Mình chép cái 2019 này đi, chép ra ngoài. Thì em thấy rằng là 7GB 26, và nó chép ra cũng khoảng 1 phút. Đó. Tức là cái tốc độ đọc cái ổ đó nó rất là nhanh. Và với cái việc mà anh em có cái USB tốc độ cao như vậy thì chúng ta trao đổi dữ liệu, chúng ta chép qua chép lại nó sẽ hiệu quả hơn. Và đặc biệt nếu anh em lưu trữ những cái phim độ phân giải cao hay là nhạc độ phân giải cao thì khi đó anh em có thể xem nó mà nó không bị dịch, bị lắc. Rồi bây giờ mình sẽ thử chép cái file
từ cái USB này vô cái Pixel 3 của mình. Ví dụ như mình chép cái thư mục 7 ghi mấy đó vô cái đó. Đó. Anh thấy là nó báo là khoảng chừng 2 phút nó sẽ chép xong cái thư mục của mình hơn 7 GB. Thì đây là một cái tốc độ rất là đáng ghi nhận. Lúc nãy mình chép vào trong cái MacBook của mình thì nhận thấy là nó chỉ 1 phút thôi, bởi vì là cái tốc độ của cái SD của MacBook nó nhanh. Còn đối với cái điện thoại này thì SD nó chậm hơn, cái bộ nhớ lưu trữ nó chậm hơn chút xíu, do đó nó chép khoảng chừng vòng vòng đâu đó 2 phút. Thì rõ ràng là với một cái đống dữ liệu khoảng chừng 7 GB thì cái thời gian này là một cái thời gian rất là nhanh, rất là tuyệt vời. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta tiếp tục dùng những cái USB tốc độ thấp, chúng ta không quan tâm đến cái tốc độ của nó, chỉ đi mua đạo một cái USB, chỉ quan tâm đến dung lượng thôi á, thì lúc đó anh em có thể mua những cái tốc độ rất là thấp, và khi đó nó làm cho cái việc làm của chúng ta nó trở nên chậm hơn. Dĩ nhiên là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm trước anh em có thể chấp nhận cái điều đó, nhưng mà ở cái thời đại này thì chúng ta nên chọn một cái gì đó nó nhanh hơn, nó đúng với thời đại hơn. Các bạn có thể dùng, mình đang dùng cái Pixel này để mình up hình độ phân giải góc lên trên Google Photo miễn phí. Thì USB này là cái công cụ mình dùng, tức là mình sẽ chép hình ở những cái máy tính của mình, những cái ổ cứng của mình, mình bỏ vào đây và sau đó mình chép vào trong cái điện thoại này, up trực tiếp lên trên Google Photo nguyên bản. Một số cái máy Android nó có bộ nhớ nhanh hơn thì anh em sẽ chép nó nhanh hơn chút xíu. Rồi đó, xong rồi đó, đây. Đó, ví dụ như mình vào cái thư mục này của mình đó, anh em xem là những cái file này nó nặng mấy chục mê đó, và mình có thể duyệt hình. Đó, nó mất chút xíu nó cái. Và nếu mà cái USB tốc độ chậm hơn á thì anh em sẽ làm việc này chậm hơn. Còn với USB tốc độ nhanh á thì anh em thấy rằng là nó rất là nhanh. Những cái file này đều mới chục mê hết. Cái chút xíu vào cái thiết kế của nó thì anh em thấy rằng là nó có một cái hình dáng tương tự một cái USB bình thường. Cái đầu màu đen tức là cái độ đổi từ USB A sang USB C mà cái tốc độ là 3.1, và cái bên trên đầu ngược lại cái nắp và chúng ta sẽ có cái USB C bình thường như vậy đó. Và nếu mà anh em muốn đổi qua A thì anh em lấy cái đầu màu đen anh em đổi vô thì chúng ta sẽ có USB A như vậy. Cầm trên tay thì anh em thấy rằng nó có một cái mức độ hoàn thiện rất là tốt, rất là đẹp, rất là xịn. Nói chung trong cái mảng SD gắn ngoài cũng như là USB gắn ngoài của Samsung thì họ làm thường thường chất lượng rất là cao. Rồi, xin cảm ơn anh em.